cùng tham gia buổi họp báo của Quý Tuấn. Đây là một cái live show lần đầu tiên của một nhà tạo mẫu tóc Việt Nam tổ chức. Thì Tuấn cũng xin chân thành cảm ơn là công ty Lavox là nhà tài trợ độc quyền cho chương trình của Tuấn, và đặc biệt là anh Ngọc Thủy là đạo diễn cho cái live show này, và công ty KBT là Kim Phúc Tấn là của anh Tâm và tổ chức cho cái live show, và báo VTN Hair là đơn vị hỗ trợ thông tin, và tất cả những bạn nhà tài trợ cũng như là những nhà thiết kế, nhà ảnh gia là thiết kế hoa đã cùng với Tuấn làm nên một cái live show chuyển tóc. Thì qua cái live show này, Tuấn cũng đang truyền tải những cái bộ tóc mà đang thịnh hành nhất của Việt Nam mình cũng như trên thế giới để đem đến cho các khán giả để được xem một cái món quà tinh thần mà Tuấn đã ấp ủ từ bao nhiêu năm nay. Qua cái chương trình này thì Tuấn cũng muốn làm một cái việc là Tuấn sẽ tổ chức một cái từ thiện giúp đỡ những người nghèo, những người neo đơn trong ngành tóc. Tuấn và công ty Lavox sẽ gây ra một cái quỹ từ thiện để làm được cái việc này. Và xin chân thành quý báo đài đã có đến cái mặt này là.
anh Bạch, Trịnh Kim Chi và Hoa Hậu Bạch Diễm xin gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị đã có mặt trong buổi gặp gỡ đặc biệt tối hôm nay chương trình Chuyện Mỗi Năm kỷ niệm 10 năm cây kéo bạc Tuấn Hà Lan. Vâng, thưa quý vị, và bây giờ là phần phát biểu của nhà tài trợ cho chương trình hôm nay. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Chuyển, tổng giám đốc công ty La Bốc sẽ lên có đôi lời phát biểu. Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả có mặt buổi tối hôm nay. Xin kính chào các cơ quan báo đài, nhà tàu mẫu và cùng các công ty salon đã dành thời gian đến để gặp gỡ trong đêm nay. Thay mặt cho nhà tài trợ thương hiệu La Bốc, tôi xin cảm ơn các phương tiện truyền thông đã thông tin rộng rãi đến công chúng về live show Chuyện Của Tóc của nhà tạo mẫu tóc Tuấn Hà Lan. Đây là live show tóc đầu tiên của nhà tạo mẫu tóc Việt Nam, đánh dấu một bước chuyển biến lớn trong ngành tóc của chúng ta, khẳng định một vị thế mới trong ngành tạo mẫu tóc Việt là nhà tài trợ. Chúng tôi rất vui với sự phát triển không ngừng vươn lên của các nhà tạo mẫu tóc. Và mỹ phẩm chăm sóc tóc và làm đẹp tóc thương hiệu La Bốc luôn sẵn sàng đồng hành cùng các nhà tạo mẫu tóc trong những chương trình đầy tính nghệ thuật và chuyên môn như thế này. Cái răng, cái tóc là gốc con người. Mỹ phẩm La Bốc chăm sóc tóc hy vọng sẽ cùng các bạn luôn tỏa sáng trong mọi điều kiện, đặc biệt là sự trợ giúp của các nhà tạo mẫu tóc, những người không thể thiếu trong việc làm nên cái đẹp sẽ tạo cho các bạn những mẫu tóc đẹp hơn, nghệ thuật hơn và hướng tới chân thiện mỹ. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả các quý khán giả, các cơ quan báo đài, các nhà tạo mẫu tóc cùng các beauty salon có mặt trong buổi tối hôm nay. Chúc cái đêm live show Chuyện Của Tóc thành công tốt đẹp. Chúc cho nhà tạo ngành mẫu tóc của Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn. Mỹ phẩm La Bốc sẽ cùng đồng hành cùng các nhà tạo mẫu để góp phần tạo nên cái đẹp cho mỗi con người chúng ta. Trân trọng kính chào. Cười đi mắt và yêu thương cho đời ấm áp.